nghe tiếng đờn, ít ai nghĩ đó là do người đàn ông chỉ còn một tay này khẩy phím. Mất đi cánh tay phải do một tai nạn lúc nhỏ, nhưng ông vẫn không từ bỏ niềm đam mê với cây đờn. Lúc đầu thì mài bò, thấy người ta chơi cũng ham. Nó đúng ra hồi đó tôi đam mê cái nghề cái đờn này dữ lắm. Tôi có thể nói là mê cái đờn mà đến đổi nghe ta ca đờn ca dân dẫn mà nửa đêm giờ tôi cũng đang ngủ trong bụng tóc bụng về về chạy lại chỗ ta đờn ca đó. Mà khi người ta đờn ca xong ta nghỉ tay ta uống nước là ta để cái đờn xuống là tôi lại tôi chụp cái đờn tôi bóc tôi thải tôi vào vậy đó. Dùng phần tay phải chỉ còn lại khoảng 10 cm, cặp chặt thân đờn, tay trái chỉnh dây và những ngón tay điệu nghệ lướt trên những phím dây. Chân thành cảm ơn. Không ai dạy cách đánh đờn một tay, nên ông Hai đã tự tìm cho mình cách vừa bấm phím vừa khẩy chỉ trên một bàn tay. Ngón trỏ và ngón giữa bấm phím, còn ngón út và áp út làm nhiệm vụ khẩy dây. Thầy dạy là chỉ dạy cái cơ bản, dạy cái nghệ thuật đờn thôi chứ đâu có dạy đâu một tay. Một tay thì mình tự cái riêng của mình thôi chứ còn đâu có ai dạy đờn một tay đâu. Người ta hai tay người ta đờn một tay khải một tay bấm, còn tôi thì dùng một ngón khải một ngón bấm. Ban đầu chỉ khải một ngón bấm một ngón, lần từ chữ tới chữ rồi sau mới luyện được hai ngón khải một ngón hai ngón. Hai con bấm rồi sư từ nó mới điêu luyện nó nhuần nhuyễn rồi tôi mới có như là nó nhuần nhuyễn rồi tôi mới chạy hết trong bốn ngón này, ngón nào cũng sử dụng được hết. Mất đi cánh tay phải, không thể lao động nặng, ông ở nhà chăm sóc mảnh vườn nhỏ phụ giúp gia đình. Những lúc ngơi tay, người đàn ông 65 tuổi này lại lôi đàn ra tập luyện. Chơi đờn từ khi 18 tuổi, nhưng đến gần 30 tuổi, ông mới chơi thuần thục một bài tân cổ. Hơn 10 năm ấy, người đàn ông này đã mày mò, khổ luyện để thực hiện ước mơ cầm nghệ của mình. Sau khi nghỉ đờn cho đoàn hát sông Hậu, ông ở nhà làm vườn và dạy đờn cho những người thích đờn, thích ca tài tử. Mình thiếu một cánh tay nhưng mà dạy người sử dụng hai tay thì nó cũng có cái khó cho người ta, nhưng mà người ta cũng tìm tòi người ta cũng hiểu được. Ví dụ cái chữ đó bấm vào ngay phím đó thì khải vào giờ dây nào thì chỉ cho người hai tay khải vào ngay dây đó. Mình dạy mà khi mà người ta thành thục được, người ta thực hành được, mình cảm thấy mình hân hoan lắm, mình thấy cũng vui vẻ chứ. Tuy chỉ còn một tay với cây đàn của mình, ông đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi độc tấu đờn ca tài tử của huyện và của tỉnh Tiền Giang tổ chức. Ông và người học trò đang luyện tập khúc Thương Em Nhiều Qua Lá Thư Xuân để chuẩn bị cho một cuộc thi sắp tới. Tuy bị mất đi một tay, nhưng ông Hai đã có nhiều đóng góp cho phong trào đờn ca tài tử của địa phương với cánh tay còn lại của mình.